năm nay hả? Ôi dồi anh ơi, chủ quán mà rất là cọc lè. Thề luôn. Rồi, em thề luôn đấy. Quốc Khánh, Lulu. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Giờ mình sẽ... Ô, có nhạc, có nhạc em ơi, có nhạc. Hello. Ô trời, Linh Dự ơi. Ôi, bạn của em. Hôm nay em đến khai trương ạ. Ôi dồi ôi, anh ơi, quán mà rất là cọc lè. Đây là chị gái rất là dễ thương của mình nè. Hôm nay ăn ai hả? Hôm nay ăn ai hả? Em dám ăn không? Em dám ăn hết không? Em dám ăn hết không? Em bắt đây là em muốn chọn nè. Có hai cái này nó to hơn cái này nhỏ. Thôi em ăn cái nhỏ đi. Ok, khoan 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 đấy. Thề luôn. Rồi, em thề luôn đấy. Cũng được, em muốn sao cũng được. Rồi tùy em. Rồi chúng ta cùng nhau ăn rồi review thức ăn nha. 1, 2, 3. Cheers. Sao vậy? Có một cái vị gì đấy mà nó quốc tế. Đúng rồi, nó quốc tế. Vị quốc tế nha mọi người nha. Ở Việt Nam không được cái vị này đâu. Thành ra không thể nào miêu tả được. Đây, chanh. Đầu tiên chúng ta sẽ dắt chanh vào cơm. Ờ không anh ơi, ai ăn chua thì bắt tôi. Anh chị ăn phần nào anh chị bắt tôi, đừng bắt một của em. Ờ em không ăn chua. Em cả anh mắc là cũng ăn được chua. Vậy thì mình sẽ ít thôi, ít bên phía bên này thôi. Wow. Ăn có cảm giác như là lơ lửng ở trên mây đúng không Tuân Phạm? Phải dùng từ là ngon dã man.